Tên là Ngọc Điệp, hiện tại em làm bên siêu thị. Mời em. Em là Thanh Trang, em 27 tuổi, em làm kế toán. À, Thanh Trang, Ngọc Điệp, hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? 3 năm về trước, em và anh làm chung với nhau trong siêu thị á. Mà em thì vào làm trước nên em được phân công là chỉ lại công việc cho anh. Thì lúc em nhìn thấy anh là mặc đồng phục quần xanh áo trắng nhìn trẻ lắm nên em cứ tưởng là ít tuổi hơn em. Em xưng em là chị còn xưng chồng em. Dạ. Anh cũng không nói gì hết mà mặc cứ lâm lâm li li vậy đó, nhưng mà xưng tên thôi chứ không có xưng em. Khoảng một tháng sau thì có chị làm chung với em mà nói là con Điệp nó lớn hơn em 2 tuổi đó, mà sao thấy cái xưng bằng chị hoài à. Xong từ đó là em gặp là em đổi cách xưng hô, em không có xưng mình là chị nữa. Hồi đó là em cũng mới chia tay người yêu cũ. Vào cái quầy dịch vụ thì em cũng kể về bạn em là em cũng đáng buồn á, vì anh ấy đi ngã rồi. Khi đó thì anh trong em đứng một bên mà nghe, mới nghe lén. Tán ca thì anh mới gặp em, anh hỏi là ủa sao em mới chia tay người yêu cũ hả? Xong rồi nãy, ủa sao anh biết được? Xong rồi nãy, lúc này anh đang đứng trong em, anh nghe em nói chuyện. Rồi em nghĩ trong lòng em bảo trời ơi, cái anh này sao mà ba tạm dư á. Đừng nghe lén chuyện người khác à. Vô tình thôi, giống nghe như lỗi sát bên vậy nè. Cái mình nghe rồi, rồi cũng hơi có đẩy bạn này chút chút. Thì tại vì lúc đó em cũng mới chia tay người yêu, thì gặp một đối tượng mới chia tay thôi. Cho nên là mình phải chung tay nè, đúng rồi. Rồi sau đó khoảng tịch tay á, thì anh ấy mới đăng một cái dòng status ở trên Facebook á, là cần một người ngồi chung xe để đi coi bắn pháo hoa. Em nói là vậy qua chờ em đi đi. Anh cũng trả lời. Xong tự nhiên tối lại anh qua kêu là đi xem bắn pháo hoa với anh. Sau khi coi bắn pháo hoa đó thì bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? 3 tháng sau thì anh rủ em là đi uống cà phê chòi. Chòi. Cà phê chòi, mới nghe hiểu không? Cà phê chòi. Đó. Lý do sao mà rủ người ta đi cà phê chòi? Bữa đó hai đứa chạy vòng quán, thì vô quán hết chỗ rồi thì cờ tấp vô cái quán bình thường thôi. Nên hai đứa cũng ngồi uống cà phê xong rồi về. Xạo. Xạo. Xạo đó luôn tin không à? Xạo không nè. Tức là đi vô đó là em cũng có ý định là không vô rồi. Tại em thấy là mấy cái quán cà phê mà đèn sáng sủa sao không vô, mà đi vô mấy cái chỗ người tắm quá. Xong em cũng sợ. Em nói đi trời, không biết sao tự nhiên đi vô đây à. Xong anh tự nhiên anh hôn em. Hôn bất ngờ luôn, không chủ động được luôn á. Xong em tức quá, xong em nói thôi đi về. Xong em nhắn tin em nói là thôi mình đừng có hẹn hò nữa. Anh hôn em, anh không xin em vậy hả? Bữa sau em không đi chơi đâu. Người ta là phải là trao yến, còn ông là cướp yến. Cướp yến luôn. Rồi. Rồi sau đó ngay nào anh cũng nhắn tin rồi. Đến chờ em đi làm, rồi chờ đi ăn á. Xong em cũng mua dần cái đó luôn. Xong đến 6 tháng sau là anh đi mua áo quần tặng cho em. Xong anh kêu là tại mua áo quần này không có thử được nên phải vô khách sạn để thử. Trời ơi. Ủa mua cái gì mà phải vô khách sạn nữa? Dạ mua đồ ngủ về mua. Trời ơi. Ủa dạ, mua cái gì nữa? Rồi còn mua gì nữa? Đồ lót á. Trời ơi. Trời ơi. Ủa cái chỗ mà em mua đồ ngủ, mua đồ lót á, cái chỗ đó bộ không có chỗ thử hay sao? Dạ họ đê cái bảng là không cho thử. Rồi sao có chịu không? Rồi cuối cùng có vô thử không? Hai đứa cũng vô xong rồi thì vợ em cũng thử. Lên cũng thử. Dạ. Rồi sao nữa? Không thì vô chậm thì giống như là hai vợ chồng thử, vợ em thử để em xem coi đẹp không. Thì em làm gì lúc em ngồi em coi hả hay sao? Anh coi xong là anh nói là em mặc đẹp lắm, để đó anh lấy điện thoại anh chụp hình lại để lưu lại cái kỷ niệm đẹp này. Trời ơi. Em có cho anh chụp không? Dạ có, tại em thấy đẹp. Trời ơi. Sau anh mới đòi em cái đó, xong em nói không, cái này phải cưới nhau mới được chứ chưa cho làm trước đâu. Cưới mới cho làm được không? Rồi anh có giận không? Không chị, thì giống như là lúc đó mình giống như là hai đứa cũng quen nhau lâu rồi, thì em cũng nghĩ đến chuyện đám cưới chứ không phải là vui chơi qua đường gì hết á. Tốn sao tiền cả. Mua đồ quá mà. Thì sớm muộn gì mình cũng cưới. Cô ấy giữ gìn thì cũng tốt thôi, không có gì. Ủa giữ gìn tốt. Rồi còn chuyện gì nữa? Rồi xong rồi đi về luôn đó. Dạ xong là đi về. 8 tháng sau là cưới. Cưới thì lúc đó mẹ em cũng không đồng ý đâu, tại mẹ em nói là đi lấy chồng xa quá đi. Sau này gặp khó khăn,
Với lại là anh nói anh cũng cần nữa, về già là sợ không thấy đường á, nên mẹ em lúc đầu không đồng ý. Sau em thuyết phục, với lại gia đình anh cũng về quê xa rồi, nên nói thôi duyên số vậy thôi, cùng cho cưới luôn. Mà chị hỏi nè, dạ, bà xã là coi như là yêu em là người đầu tiên hả? Không, chưa không có người yêu nào trước khi gặp không, em không chị, không, hình như còn mấy người nữa nhưng mà không kể cho em biết. Sao em biết? Tại vì sau khi cưới thì thấy có nhiều tin nhắn lung tung. Em kiểm tra điện thoại hả? Dạ, thì có lúc mà bốc lên thì vô tình thấy nhắn tin. Em bực không? Có ghen không? Có chứ chị. Ghen làm gì? Quá đứt luôn cho người ta khỏi nhắn nữa. Vậy lúc chặn số xong rồi tự nhiên thấy mở lại. Mà có dính những cái tin gì gọi là em thấy em khó chịu không? Có ngại bật mí không? Tại lúc đầu yêu thì em chưa biết anh là có người yêu cũ mà quen nhau 4 năm trời đâu. Sau khi cưới thì em mới biết chị ấy hay nhắn tin cho anh. Nhắn tin mà mùi mừng lắm. Sau khi anh thấy em phát hiện ra là anh không có lưu tên nữa, anh lưu chữ MU. Xong em hỏi MU là ai mà cứ hay nhắn tin. Xong anh kêu MU là giải bóng đá ngoài hàng anh á. Sau lại anh đổi chữ MU luôn, anh lưu thành chữ O thôi. Xong rồi em cũng phát hiện nhắn tin nữa, xong rồi anh xóa luôn. Khi mà anh xóa đó thì em đã nhớ được cái số điện thoại của chị đó rồi. Rồi chị ấy thì nhắn tin nhiều lắm, nói là chỉ có MU mới chăm sóc được AT thôi. Tức chị ấy là chị xưng MU, còn trong của em là AT. Xong sau là em mới hỏi là MU là gì mà AT là gì. Anh cũng không nói, anh giấu. Xong rồi em cũng khóc lóc rồi em hỏi. Xong anh nói là chuyện này cũng quá rồi thì anh nói vậy thôi chứ cũng đừng buồn. Thì anh nói MU là mịt ước, còn AT là anh thọ, là nick giữa anh và người yêu cũ đặt cho nhau ạ. Còn em là cái người yêu cũ của em là tụi em yêu nhau bao nhiêu lâu? Dạ em cũng yêu nhau 4 năm. Hai chúng em sắp cưới nhau thì anh ấy biết tin nên bay về và gặp em. Thì thường thường là buổi tối là chồng em á, anh hay ghé phòng em. Thì hôm đó anh người yêu cũ em đến, khi đó em mà nhắn tin cho chồng thôi anh đừng có đến nữa. Rồi em sau khi nhận được cái tin đó, thông thường á thì buổi tối linh cảm em làm về thì thông thường là em hay ghé phòng của vợ em để chơi. Sao tự nhiên bữa đó bà nhắn mình nói thôi anh về đi, hơi nghi nghi. Em làm xong em vừa chạy đến cổng thì thấy anh này chị này đứng nói chuyện, mình nhảy xuống nắm chị này kéo ra hỏi là bây giờ quyết định sao. Chị này cũng sợ hai người đánh nhau sao, kéo em ra chỗ khác nói chuyện. Xong rồi khuya thì em có về, không biết hai người đã có gặp nhau nữa hay không thì em không biết. Ủa tức là lúc em về rồi mà cái anh kia chưa về luôn? Không, anh kia thì anh đi đâu á. Có quay lại không? Dạ anh có quay lại. Xong trong em vô làm như vậy, xong em cũng sợ nên anh là thôi đi về đi, đừng có gặp em nữa, tại bây giờ mình cũng hết rồi á. Bây giờ anh hỏi đốt giai đoạn chút xíu, sau khi cưới nhau về thì anh có còn liên lạc với cô này không? Có, sau khi cưới về thì em vẫn thấy tin nhắn, rồi lâu lâu vẫn ở nhà gọi điện. Ủa, có nghĩa là sau khi mà các bạn cưới nhau về thì cái bạn gái của bạn này cũng vẫn liên lạc với bạn này. Dạ. Rồi bạn trai cũ của bạn này cũng vẫn liên lạc với bạn này. Thì là sao cuối cùng tụi em có bị xung đột về cái chuyện đó không? Dạ, có một lần là Tết hơi năm ngoái thì em về quê để ăn Tết cùng ba mẹ, còn anh thì việc có việc bận nên anh ở lại. Thì về quê thì người yêu cũ em nhắn tin ở trên Zalo á. Tại vì trong em trước khi về là có đăng nhập mật khẩu của Zalo trên máy tính rồi để biết. Thì về xong đăng nhập lên thấy em hai người nhắn tin với nhau. Thì anh tự nhiên anh nhảy vô anh nhắn tin. Thấy nhắn mùi mặn quá thì em nhảy vô em nhắn thêm càng mùi mặn thêm. Em biết là trong em nhắn tin rồi nên em tắt nít luôn. Xong anh mới gọi bá bụng cuộc luôn, em không có bắt máy. Xong anh mới gọi cho em gái của em, hỏi em là ai nhắn tin. Xong em mới nhảy mắt về em gái là em nói là em nhắn tin rồi, đừng có nói chị nhắn tin nha. Xong anh mới điền cho em gái, nói nếu như mà anh chị mà xảy ra chuyện gì á, em là người có lỗi đó nha. Xong em gái cũng sợ. Khi đó anh chụp lại cái tin nhắn em về người yêu cũ nhắn tin á, xong mà đưa cho em gái coi. Xong là em gái cũng trách em, xong rồi anh cũng điền cho mẹ. Em mét với mẹ sao? Thì em nói là cho về quê chơi, mà chơi thì lại chat với người yêu cũ hay là nói chuyện với người yêu cũ. Mẹ nói là thì ở đây mẹ cũng không biết nữa, để mẹ la lại. Mẹ có la không? Dạ thì mẹ cũng nói, xong anh đặt vé máy bay cho vô Sài Gòn luôn, không có ở lại nữa. Xong anh viết một cái tờ đơn ly dị anh bỏ ở trên bàn á. Xong anh đi làm, tức quá em cũng kỹ luôn. Xong anh về xong anh thấy kỹ rồi, xong anh tức quá anh thấy cái tủ chén á nó hơi mở ra, xong anh đá một cái, xong là tự nhiên cái kiếng nó vỡ, xong anh bị thương ở chân á. Xong anh kêu
anh kêu quá trời luôn. Xong em tưởng là anh kêu ra để nói chuyện á, em không có ra. Em nằm trong phòng vậy, xong em nhìn ra anh vừa khóc vừa kêu, xong em thấy mẫu mẹ vậy đó. Xong em sợ quá và em chạy ra, em kêu em gái của anh á, chờ anh đi may. Xong về là em làm ô xin một tháng luôn. Rồi một tháng trời vợ làm ô xin thì lúc ý lúc đó từ mới xé cái tờ giấy đúng không? Dạ, cái đó là hoa rồi. Cái đó là cũng để cho cô ấy hầu cô ấy thôi, để cô ấy biết quý trọng. Mà ví dụ hôm đó cái cơn cổ lên rồi cổ đem cổ gửi thiệt rồi em có đồng ý ly dị không? Không chị. Không. Thương yêu, thương vợ mà đúng không? Dạ. Nhưng mà bây giờ còn cái tình trạng mà những người cũ họ còn níu kéo, còn nhắn tin nữa. Giảm bớt rồi ạ. Giảm thôi chứ chưa hết. Tức là lâu lắm, chị hỏi giống kiểu hỏi thăm là còn hay không thôi. Chứ không có cái ý còn hay không là còn gì, còn sống hay không ạ? Dạ, chứ không phải có ý định. Bạn gái của chồng luôn đà. Dạ, không, em cậu của em thì hình như là gần như là lâu lắm rồi không có nhắn. Chị hỏi thiệt này, bây giờ mà anh ấy nhắn tin và chồng em không muốn điều đó thì em có đủ can đảm em nói là anh đừng nhắn tin cho em nữa tại vì chồng em không muốn như vậy? Em có dám làm điều đó vì chồng không? Dạ có. Có đó, okay. Thấy chưa, chồng nghe không? Có. Ngược lại em có tin vợ em sẽ làm điều đó vì em không? Dạ tin. Tin phải không? Đến bây giờ là phải tin điều đó rồi, tại vì công khai hết. Anh ấy nếu có coi anh ấy cũng sẽ nghe được cái câu trả lời này rồi. Còn ngược lại em thì sao? Em cũng có từng nhắn cho bạn ấy là giống như là anh cũng có gia đình rồi thì em cũng có gia đình rồi, thì giống như là vợ anh cũng không thích nhắn như vậy. Em đã nói nhắn rồi đó. Cũng đã nhắn rồi. Rồi. Cái vấn đề của tụi em bây giờ nó lại không phải là vấn đề của hai người này nữa, mà lại hai cái xúc tác từ bên ngoài. Người này vẫn chưa tin tưởng hẳn người kia cũng chưa tin tưởng hẳn người nọ. Thôi bây giờ chị nghĩ vậy, nhân cái dịp này thì tụi em hứa với nhau dứt khoát. Có nghĩa là bây giờ khi mình đã lấy chồng, mình đã có vợ, mình chỉ biết vợ mình và chồng mình thôi. Những cái gì cũ để cho nó qua đi. Chứ còn bây giờ níu kéo những cái chuyện đó để làm gì, thành ra hạnh phúc gia đình mình nó bị ảnh hưởng. Thôi thì bây giờ hai người cùng hứa với nhau đi. Đứng lên mình lấy làm chứng. Bây giờ mình lấy từ cái móc này nè. Stop lại. Đúng mọi rồi. Người làm chứng không nào? Đúng rồi. Thông qua chương trình Vợ Chồng Son thì em cũng xin hứa với chồng là em sẽ không nhắn tin với người yêu cũ nữa. Thì anh cũng vậy. Anh cứ cười anh hoài. Anh cũng vậy. Anh cũng vậy. Sao nữa? Gia đình luôn là số 1 đó em. Giống như chỉ còn hai đứa thôi, hai đứa sẽ sống hạnh phúc, không có lo gì chuyện của những người cũ nữa hết. Mình gặp nhau cũng là cái duyên rồi, đã là vợ chồng nữa rồi thì rất là quý, nên em mong là chúng ta hãy cùng nhau đi đến suốt cuộc đời này. Quá hay.